Mình test thử con máy này nha bà con. 2.400 lần trên phút, mẫu mới nha. Tháng 3 là 2022 luôn nè. Nặng 130 kg, 16 ngựa. Ồ, đời này đẹp ha. Hàng là rồi 16 ngựa. Luôn chút, dê luôn chút. Dê luôn chút. Thôi được rồi, cẩu lên. Lên chút, lên đi. Rồi tách đệ thử nha bà con. Nặng 130 kg nè, 16 ngựa nè. Là kWh đó là 11.8 kWh, là 16 ngựa. Mẫu đẹp ha. Rồi để chiếu. Rồi là báo nhớt luôn nha. Để còn nè. Tên ga chưa? Khi chạy hết chạy là thục vô nè. Muối gì Đạt? Này đặc biệt có ly nữa nào không? Con ly đẹp ha. Mẫu mới á. Mẫu ly đẹp thiệt chứ. Hai ngăn luôn nè, dành để kéo cổ nè. Ờ quá đẹp, quá đẹp. Thử cái thôi chứ, đặc biệt là này có sạc, nó quên cho bình luôn nè, có lượt nhớt luôn nha. Rồi ra chưa?
sáu ngựa nha bà con. Đó, qua lượt nhớ là ngon rồi. Có đề luôn nha, có đề có sạc luôn. Thằng này có báo quên rồi hả? Báo quên sạc luôn rồi. Ok ha. Ờ, là có nhu cầu luôn nha, 0886356707.